Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2 tập 1 sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 4, phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Bài 22, phép trừ có nhớ số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài luyện tập sách giáo khoa trang 86. Mời các em mở sách giáo khoa, chúng mình cùng nhau làm bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: đặt tính rồi tính. Các em hãy quan sát các phép tính. Đây là các phép tính trừ trong phạm vi 100 có nhớ. Và đây là phép trừ số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Các em hãy lưu ý cách đặt tính và thực hiện tính nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập vào vở Oli nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Phép tính đầu tiên, 63 trừ 8. Chúng mình đặt tính như sau. Viết số 63 ở trên, viết dấu trừ ở giữa hai số, viết số 8 ở dưới, sao cho số 8 thẳng với chữ số 3 ở hàng đơn vị. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Bước 2, thực hiện tính từ phải sang trái. Chúng ta thực hiện tính như sau. 3 không trừ được 8, chúng ta lấy 13 trừ 8. 13 trừ 8 bằng 5, viết 5, nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. 63 trừ 8 bằng 55. Tiếp tục phép tính thứ 2. 38 trừ 9. Chúng ta đặt tính như sau. Viết số 38 ở trên, dấu trừ ở giữa, viết số 9 ở dưới, sao cho số 9 thẳng với chữ số 8 ở hàng đơn vị. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Bước thứ 2, chúng ta thực hiện tính từ phải sang trái. Chúng ta thực hiện như sau. 8 không trừ được 9, chúng ta lấy 18 trừ 9. 18 trừ 9 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. 38 trừ 9 bằng 29. Phép tính tiếp theo, 40 trừ 2. Chúng mình đặt tính như sau. Viết số 40 ở trên, viết dấu trừ ở giữa, viết số 2 ở dưới, sao cho số 2 thẳng với chữ số 0 ở hàng đơn vị. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta thực hiện tính từ phải sang trái. Chúng ta lấy 0 không trừ được 2, chúng ta lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. 40 trừ 2 bằng 38. Phép tính tiếp theo, 92 trừ 4. Chúng ta đặt tính như sau. Viết số 92 ở trên, viết dấu trừ ở giữa hai số, viết số 4 ở dưới, sao cho số 4 thẳng với chữ số 2 ở hàng đơn vị. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Bước 2, thực hiện tính từ phải sang trái. 12 trừ 4 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 9 trừ 1 bằng 8, viết 8. 92 trừ 4 bằng 88. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1. Bài tập 1 củng cố cho chúng ta về cách đặt tính rồi tính. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào ô trống còn thiếu. Các em hãy quan sát, đây là dãy các phép tính được tính theo chiều mũi tên. Ở đây số đầu tiên là số 56 cộng với số 4 theo chiều mũi tên. Chúng mình tính xem được kết quả bằng bao nhiêu, chúng mình điền vào ô trống của hình tam giác. Sau đó chúng ta lấy kết quả mà chúng mình vừa tìm được ở lần tính thứ nhất, thực hiện trừ tiếp cho 5
để tìm ra kết quả cuối cùng. Tương tự ý B, chúng ta lấy 35 trừ 8 được kết quả bằng bao nhiêu, chúng mình điền vào ô trống. Sau đó, chúng ta lấy kết quả đó cộng tiếp với 38 được kết quả bao nhiêu, chúng mình điền vào ô cuối cùng. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ý A, phép tính đầu tiên, 56 cộng 4, chúng ta tính nhầm như sau. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, kết quả bằng 60. Sau đó chúng ta lấy 60, trừ 5. 0, không trừ được 5, chúng ta lấy 10, trừ 5, bằng 5, viết 5, nhớ 1. 6, trừ 1, bằng 5, viết 5, kết quả bằng 55. Tiếp tục ở dãy tính ý B, 35 trừ 8. 5, không trừ được 8, chúng ta lấy 15, trừ 8, bằng 7, viết 7, nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, kết quả bằng 27. Sau đó chúng ta lấy 27, cộng tiếp cho 38. 7 cộng 8 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, kết quả bằng 65. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau điền số còn thiếu vào ô trống để được dãy phép tính đúng. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3, các em nghe cô đọc. Con mèo nấp sau cánh cửa ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Hỏi con mèo nấp sau cánh cửa nào? Ở đây có 3 cánh cửa. Cánh cửa A, cánh cửa B và cánh cửa C. Trên mỗi cánh cửa đều có các phép tính. Nhiệm vụ của các em là phải thực hiện tính kết quả của các phép tính ghi trên các ô cửa. Sau khi chúng mình tính được rồi, thì chúng mình sẽ tìm xem phép tính nào có kết quả lớn nhất. Và đó chính là cánh cửa mà con mèo nấp ở sau đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bấm dừng hình để chúng ta tính nhầm kết quả của các cánh cửa nhé. Mời các em làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở cánh cửa A, chúng mình thực hiện phép tính 40 trừ 7. 0, không trừ được 7, ta lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3, nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, kết quả là bằng 33. Ở cánh cửa B, 53 trừ 9, 3 không trừ được 9, chúng ta lấy 13 trừ 9. 13 trừ 9 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4, viết 4, kết quả bằng 44. Phép tính ở cánh cửa C, 50 trừ 4, 0 trừ 4, chúng ta không trừ được, chúng ta lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6, nhớ 1, 5 trừ 1 bằng 4, kết quả bằng 46. Như vậy chúng mình đã tính được kết quả của các phép tính ghi trên cánh cửa A, B và C. Và bài yêu cầu con mèo nấp sau cánh cửa ghi phép tính có kết quả lớn nhất đấy. Vậy trong 3 cánh cửa này thì cánh cửa nào có kết quả lớn nhất? Các em ạ, đó chính là cánh cửa C đấy. Và đây là hình ảnh chú mèo đang nấp sau cánh cửa ghi kết quả lớn nhất, đó là phép tính 50 trừ 4 bằng 46. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. 3 ô tô đang che 3 số là 10, 20, 40. Hỏi mỗi ô tô đang che số nào? Các em ạ, trong 3 chiếc ô tô này đều có mang các số. Và ở các số đó đã được che đi. Các số đó là các số
Khi chúng ta điền vào phép tính sẽ được kết quả đúng đấy. Vậy bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ xem các số được che ở trên ô tô đó là số nào nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Trước tiên, ở ô tô màu cam, đó là phép tính 60 trừ mấy bằng 50? Chúng mình sẽ lựa chọn số 10, 20 hay 40? À, các em ạ, 60 trừ 10 bằng 50. Vậy, ở ô tô màu cam, được che đó là số 10. Tiếp tục, ô tô màu vàng và ô tô màu tím mang số nào? Còn lại là số 20 và số 40. Ở đây, kết quả của phép tính trừ là bằng 20. Vậy thì, chúng mình thấy ở ô tô màu vàng sẽ mang số 20 hay là 40? À, các em ạ, ở ô tô màu vàng sẽ mang số 40 đấy. Vì số bé không thể trừ được số, cho số lớn, cho nên chúng ta thấy ở ô tô màu vàng đó là số lớn hơn là số 40. 40, ô tô màu tím mang số 20, để chúng ta được phép tính đó là 40 trừ 20 bằng 20. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã tìm được số che ở trên các ô tô để chúng ta được phép tính đúng. Và đây chính là phép tính trừ các số tròn trục trong phạm vi 100. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 là một bài toán có lời văn. Các em nghe cô đọc bài toán. Mai cân nặng 23 kg, Mi nhẹ hơn Mai 5 kg. Hỏi Mi cân nặng bao nhiêu kg? Quan sát và đọc thầm bài toán cho cô biết. Bài toán cho ta biết gì nào? Bài toán cho ta biết Mai cân nặng 23 kg. Bài toán còn cho biết Mi nhẹ hơn Mai 5 kg. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi Mi cân nặng bao nhiêu kg? Vậy muốn biết bạn Mi cân nặng bao nhiêu kg, chúng ta làm như thế nào? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán vào vở ô ly nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài toán nhé. Trước tiên chúng mình ghi bài giải vào giữa vở. Cách một ô chúng mình ghi phép tính. Ở đây, cách một ô chúng mình ghi câu lời giải. Ở đây bài toán hỏi Mi cân nặng bao nhiêu kg? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Mi cân nặng số kg là. Phép tính chúng mình cách hai ô. Ở đây muốn biết bạn Mi cân nặng bao nhiêu kg, mình sẽ lấy số cân nặng của bạn Mai trừ đi số cân mà Mi nhẹ hơn Mai là 5 kg. 23 trừ 5 bằng 18. Mở ngoặc kg, đóng ngoặc, viết tắt. Đáp số 2.18 kg, viết tắt. Như vậy chúng mình đã giải xong bài toán số 5. Ở câu lời giải, chúng mình có thể có câu lời giải khác như sau. Số cân nặng của Mi là. Cũng đúng các em nhé. Và câu lời giải có thể khác nhau, nhưng phép tính và đáp số chúng mình là đáp số giống nhau nhé. Vừa rồi cô và các em đã hoàn thành xong bài tập số 5 rồi đấy. Bài tập 5 giúp chúng mình củng cố về giải toán có lời văn. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.